Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhật Bản ngày nay. Tôi là Makia và tôi là Makiko Uchida. Hàng tuần ngay từ trường quay tại Tokyo, chúng tôi mang đến cho quý vị các tin tức mới nhất về Nhật Bản, từ kinh tế, văn hóa cho đến ẩm thực. Nếu quý vị muốn tìm hiểu những điều đang diễn ra tại Nhật Bản, thì đây chính là chương trình mang đến cho quý vị những thông tin đó. Và đây là những chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Trong chuyên mục tiêu điểm, chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những lễ hội rock mùa hè lớn nhất ở Nhật Bản. Trong vệ tinh kinh tế thế giới, năng lượng sạch đang càng ngày càng phát triển. Cũng trong vệ tinh kinh tế thế giới, giá trị về tốc độ, sự cạnh tranh về tốc độ giữa các đối thủ. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Trước tiên là mục tiêu điểm. Vâng, lần này chúng tôi có một bản tin về Fuji Rock, một lễ hội âm nhạc hàng năm thu hút được sự quan tâm của cả nước ngoài. Tôi đã từng tham gia Fuji Rock. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một lễ hội âm nhạc, và nó đúng là một trải nghiệm độc đáo. Tôi có nghe nói là thời tiết có thể nóng, ẩm hoặc là mưa nhiều, và thường là rất khổ sở. Nhưng mọi người nói với tôi rằng nếu bạn đã đi một lần rồi, bạn không thể không đi lần tiếp theo. Đáng ngạc nhiên là có thể như vậy đấy. Bạn sẽ thấy sự thu hút lạ kỳ của lễ hội đến nhiều người như thế nào. Nhưng trước đó, tôi muốn cho các bạn thấy có bao nhiêu lễ hội âm nhạc như thế này ở Nhật Bản nhé. Chỉ tính những lễ hội lớn, có nhiều tới mức này được tổ chức hàng năm. Và những lễ hội nổi tiếng nhất được liệt kê ở đây. Rising Sun Rock là lễ hội kéo dài 2 ngày ở Hokkaido với 60.000 người tham gia. Tôi biết lễ hội Summer Sonic được tổ chức đồng thời tại Chiba và Osaka. Vâng, và sự kiện đã thu hút sự tham gia của 160.000 người trong 2 ngày. Và điểm nổi bật là màn trình diễn của các thành viên nhóm nhạc huyền thoại Anh, Queen, và một nhóm nhạc huyền thoại khác đến từ Đức, Kraftwerk. À, thật là tuyệt vời. Và ở miền Tây Nhật Bản cũng có khá nhiều sự kiện diễn ra. Đúng vậy. Sự kiện này được gọi là Đại hội nhạc rock Inazuma lớn nhất ở Nhật Bản, với khoảng 50.000 người tham gia trong 2 ngày. Địa điểm tổ chức là tỉnh Shiga, và một trong những mục tiêu là đem lại sức sống mới cho cộng đồng địa phương. Và nghe nói là nó cũng ảnh hưởng tới kinh tế khá đáng kể. Và rõ ràng là một số quan chức ngành du lịch đến từ Las Vegas cũng đã tham gia sự kiện và thực sự bị ấn tượng. Thật tuyệt vời là đại hội âm nhạc không chỉ thu hút người hâm mộ, mà còn tạo ra cả cơ hội kinh doanh cho cộng đồng địa phương nữa. Vâng, đúng vậy. Và cha đẻ của những đại hội âm nhạc này là Fuji Rock. Năm nay là năm thứ 18 nó được tổ chức, và có thể nói rằng thành công rực rỡ của nó là chất xúc tác cho tất cả những đại hội khác. Chúng tôi sẽ cho quý vị thấy tại sao sự kiện lớn này lại thành công đến như vậy. Mời quý vị đón xem. The Project Japan. Fuji Rock, một lễ hội nhạc rock được tổ chức ở Naeba, tỉnh Niigata. Những nghệ sĩ lớn từ khắp nơi trên thế giới sẽ biểu diễn mỗi ngày. Nhưng đó không chỉ là điều thú vị duy nhất. Hai tuần trước sự kiện. Đây là nơi Fuji Rock sẽ được tổ chức và mọi sự chuẩn bị đang được tiến hành. Cũng có một dự án độc đáo trong quá trình, nhưng đáng ngạc nhiên là không liên quan gì tới âm nhạc. Tại đây, họ đang làm đường lát ván nối các khu vực với nhau. Nó dài khoảng 2 km, giúp làm việc này hầu hết là tình nguyện viên địa phương. Ở kia, các tình nguyện viên đang dỡ bằng tay những tấm ván bị cũ mòn và dập gãy, rồi thay bằng những tấm mới. Đây là năm thứ 10 của tôi ở Fuji Rock. Tôi muốn đáp lại một điều gì đó. Khi bạn mang con đi cùng, bạn nhận ra con đường bằng gỗ tuyệt vời đến nhường nào. Hàng năm, nó trở nên dài hơn và bạn không phải lội bùn. Thời tiết vùng núi rất thất thường, và khi trời mưa, mặt đất trở nên lầy lội và trơn trượt. Đường lát ván giúp người tham gia thoải mái thưởng thức sự kiện. Hơn nữa, những người ngồi xe lăn cũng có thể khám phá khu rừng. Đó là một phần của nỗ lực tạo ra một không gian hiếu khách cho du khách quanh năm.
Đây là Ryuta Kanazawa, chủ tịch của Hiệp hội Du lịch địa phương. Nhiều nhóm người đến Fuji Rock là một lợi ích cho nền kinh tế vùng và họ vô cùng vui sướng tác. Trong năm đầu tiên, chúng tôi bắt đầu với rất nhiều nghi ngại. Nhưng ngay khi đã bắt đầu, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy khách đến lễ hội rock cư xử tốt hơn khách đến trượt tuyết. Họ nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng địa phương. Naiba luôn dựa vào việc kinh doanh trong mùa trượt tuyết trong mùa đông. Nhưng hiện nay, Fuji Rock mới là khoảng thời gian sinh lợi nhất trong suốt cả năm. Naiba, nơi tổ chức lễ hội, là một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng nhất trong nước, và mùa nhộn nhịp nhất đương nhiên là mùa đông. Có thể thu hút được nhiều người đến vào mùa hè, khi du khách ít và thưa là điều hơn cả những gì họ mong muốn. Đây là một khách sạn dành cho những người tổ chức và biểu diễn. Một vấn đề lớn ở Naiba là thiếu du khách vào mùa hè. Nếu không có Fuji Rock, chúng tôi sẽ rất khó khăn về tài chính. Nhờ có Fuji Rock, chúng tôi có thể quảng bá Naiba với quốc tế. Cư dân địa phương đang tính việc dùng Fuji Rock như một bàn đạp cho các sự kiện khác trong mùa hè và mùa xuân. Vào ngày mở màn, lễ hội sạch nhất thế giới, một mục đích chính của Fuji Rock, họ đã dọn rác cho một khoảng cách cực kỳ dài. Rác sau khi ăn uống được xử lý bởi các thùng rác đặt khắp khu vực. Nhân viên toàn thời gian sẽ giúp phân loại rác. Để đũa chè ở đây. Còn đồ ăn thừa thì ở đây. Đĩa giấy thì ở đây. Xin cảm ơn. Vật liệu tái chế được phân loại thành từng nhóm cụ thể và được thu gom. Các nhân viên ngày đêm túc trực việc này. Tất cả họ đều là tình nguyện viên. Fuji Rock rất tuyệt. Tôi rất vui vì được làm tình nguyện viên. Rác được thu gom, được tái chế thành túi rác và giấy vệ sinh dùng cho năm sau. Ngoài ra, còn có các sáng kiến khác để đảm bảo đó là một lễ hội sạch. Một chiến dịch phân loại rác. Để phân loại rác thành nhiều nhóm cụ thể hơn nữa, họ nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Một đám đông khoảng 100.000 người, nhưng hầu như không có mẩu rác nào vương vãi ở khu vực đó. Điện cũng được dùng một cách tiết kiệm. Một số sân khấu dùng điện chạy bằng nhiên liệu dầu sinh học hoặc năng lượng mặt trời. Lễ hội Fuji Rock đầu tiên được tổ chức năm 1997 tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở chân núi Phú Sĩ. Nhưng nhiều vấn đề như bão lớn khiến sự kiện bị hủy chỉ sau ngày mở màn. Nhiều người đã chứng kiến một lễ hội như thế này và để cả khu vực thành một đống lộn xộn đến nỗi bị chỉ trích. Hirofumi Machioka đang cùng với Smart, nhà tổ chức sự kiện Fuji Rock. Ông tham gia sự kiện đầu tiên với tư cách là khán giả. Vùng này nằm ở độ cao, vì vậy thậm chí là giữa mùa hè, nhưng về đêm trời vẫn khá lạnh. Nhưng vì đó là một lễ hội rock, nên những thanh niên chỉ mặc áo bao lỗ, mang dép và các cô gái mặc áo mỏng. Rồi một trận bão đánh vào và mọi người đã phải trải qua một hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà tổ chức Smart bắt đầu nhận rất nhiều lời phàn nàn,
Nhưng sau đó có nhiều người nghiêm túc suy nghĩ về cách làm cho lễ hội trở nên thú vị. 2 năm sau thì địa điểm đã được chuyển đến Nai Ba và nhiều người đến dự. Những gì chúng tôi có hôm nay là nhờ vào những trải nghiệm đó. Họ rút ra bài học từ những sai lầm trong sự kiện đầu tiên và từ từ cải thiện để xây dựng format chương trình. Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu một số điểm hấp dẫn của lễ hội Fuji Rock. Điểm hấp dẫn số 1, vui vẻ với gia đình. Fuji Rock năm thứ 18. Hiện nay đã có nhiều người tham dự mang theo con cái và nhiều thanh niên đưa gia đình đi cùng. Trẻ từ tuổi tiểu học trở xuống có người bảo trợ đi cùng sẽ được miễn phí. Biển báo khu vực trẻ em ở kia. Chắc chắn sẽ nhìn thấy rất nhiều trẻ em. Trong khu vực này, có một phòng tập cho trẻ em vui chơi. Chúng có thể chơi trong không gian tự nhiên mà không ảnh hưởng gì đến đám đông gần các sân khấu. Cháu rất thích nghe nhạc. Fuji Rock có môi trường tốt nhất để có thể mang con cái theo. Tại các cơ sở của khu du lịch triệt tuyết, du khách có thể tận hưởng không gian thiên nhiên. Một cáp treo dài 5,5 km dẫn lên một bình nguyên. Đi mất khoảng 25 phút và chúng ta hiện đang đứng ở một vị trí cao hơn sân khấu chính khoảng vài trăm mét. Ở đây không có sân khấu lớn hay âm nhạc, nhưng mọi người vẫn đến để thưởng lãm cảnh đẹp và những làn gió lạnh. Đó là một nơi để đi chơi và tận hưởng cái lạnh. Điểm hấp dẫn số 2, trải nghiệm âm nhạc mới. Các màn biểu diễn được tổ chức liên tục trên 14 sân khấu lớn nhỏ. Sân khấu chính có những hoạt động lớn nhất. Nhưng những sân khấu nhỏ hơn thực ra có thể lại là thú vị nhất. Lúc này chúng tôi đang đi được nửa giờ từ sân khấu chính và chúng tôi đã đến một sân khấu khác nằm xa trung tâm nhất và là nơi biểu diễn của các ban nhạc khá mới. Đây là một sân khấu nhỏ có tên là Café de Paris. Nhiều band nhạc ít nổi tiếng ở Nhật Bản cũng biểu diễn ở đây. Hôm nay, đó là một nhóm đến từ Ý, có tên là Tanco. Thực ra tôi đến đây để xem ban nhạc tiếp theo. Bọn họ cũng rất tuyệt. Vâng, đây là lần đầu tiên tôi biết đến họ. Tôi được biết rằng họ đến Fuji Rock. Vì vậy tôi xem họ trên YouTube và tôi thấy họ rất tuyệt. Bạn có thể mua đĩa CD của họ ở Nhật. Vì vậy tôi đã đặt hàng từ nước ngoài. Điểm hấp dẫn số 3, thưởng thức ẩm thực quốc tế. Vì có nhiều khán giả ở 3 ngày trên núi, nên có rất nhiều đồ ăn. Đúng như cái tên, nhà hàng thế giới, có rất nhiều món của nhiều nước khác nhau. Đây là món ăn của Ethiopia. Bạn có biết ý nghĩa của lễ hội là gì không? Nó có nghĩa là chia sẻ. Đồ ăn, thức uống, trái tim, bạn bè. Lễ hội chính là chia sẻ mọi thứ với mọi người. Một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất là Naiba Shokuzo, phục vụ các món ăn đặc sản địa phương. Những người chủ quán địa phương và nhiều người khác tình nguyện thay phiên nhau chuẩn bị các món ăn cho khách hàng.
Thực sự là rất ngon. Súp miso với rất nhiều măng và cá. Món ăn có hương vị bản địa riêng và rất ngon. Ông Kanazawa từ ban tổ chức du lịch địa phương cũng đến đây. Nhiều hay ít người không quan trọng. Lúc nào cũng có một hàng dài. Tôi không phải mất quá nhiều công sức để tiếp thị. Công việc mở rộng hơn cả việc chỉ cung cấp nơi ăn chốn ở. Có sự cộng tác chặt chẽ với cư dân địa phương. Đây chỉ là một số trong những điểm hấp dẫn của Fuji Rock. Trong khi đó, đối với các nghệ sĩ đến từ nước ngoài, Fuji Rock được coi là một cơ hội quảng bá hàng đầu. Đây là Shogo Komiyama, người điều hành một hãng âm nhạc giới thiệu chủ yếu là các nghệ sĩ không thuộc các nước nói tiếng Anh và ít nổi tiếng ở Nhật Bản. Lần này, ông mang đến Tanco của Ý và Mate Power của Đức. Với họ, không nghi ngờ gì rằng Fuji Rock sẽ là điểm nhấn của năm 2014 hoặc bất kỳ năm nào mà họ được tham gia. Với những nghệ sĩ từ nước ngoài, việc biểu diễn ở Nhật Bản, tôi tin sẽ là điểm nổi bật trong sự nghiệp của họ. Trước đây còn có quan niệm rằng bạn phải hát bằng tiếng Anh. Nhưng hiện nay không còn như thế nữa. Đây là thời đại của bản sắc, của việc hát bằng ngôn ngữ của riêng bạn. Người Nhật hát tiếng Nhật. Người ở châu Phi hay Trung Quốc hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Như thế tuyệt hơn nhiều khi phải cố hát bằng ngôn ngữ khác. Xúc cảm sẽ thật hơn. Cho đến nay, hầu hết các nghệ sĩ lớn đều hát tiếng Anh. Như ông nói, thời thế đã thay đổi. Các lễ hội âm nhạc và Internet chính là chất xúc tác. Chúng tôi chủ yếu biểu diễn ở châu Âu và với một ban nhạc thì được chơi ở một nơi nào đó khác lạ là điều rất tốt để xem phản ứng của khán giả ở đó như thế nào. Tanco của Italia tải lên YouTube một bài hát cổ vũ cho đội bóng quốc gia của Đức và nhanh chóng nhận được hơn 1 triệu lượt xem. Họ hy vọng sẽ vươn tới thị trường châu Á thông qua Internet. Chúng tôi là một ban nhạc độc lập, vì vậy chúng tôi có một hãng độc lập. Vì vậy rất khó để thâm nhập vào nhiều thị trường chủ yếu ở châu Á, vì chúng tôi ở châu Âu. Và vì vậy, các sự kiện quốc tế cho các ban nhạc độc lập như chúng tôi là một cách tuyệt vời để chúng tôi được biết đến. Thực tế, hiện tượng này cũng có ở Fuji Rock. Vì các nghệ sĩ biểu diễn trên nhiều sân khấu cùng lúc, khán giả xem lịch diễn và ồ ạt kéo tới những ban nhạc mà họ lựa chọn. Một người đã xem màn biểu diễn của Tanco đã đăng trên Twitter: Tanco rất tuyệt vời, hãy đến sân khấu Café de Paris. Đông người vô cùng, chắc chắn họ sẽ bắt đầu giới hạn người vào xem. Sau đó, khi thấy dòng bài đăng, mọi người bắt đầu lấp đầy không gian. Sự hòa quyện giữa lễ hội và Internet khiến cho một ban nhạc ít người biết đến thu hút được đám đông rất lớn. Chúng ta sống ở thời đại mà mọi người cần nhiều hơn, không chỉ âm nhạc,
Họ cần nhiều hơn. Không chỉ nghe nhạc, họ muốn tạo đời sống cho âm nhạc. Vì vậy, các buổi biểu diễn trực tiếp là cách duy nhất mang âm nhạc của bạn đến với khán giả. Đối với chúng tôi, được chơi nhạc ở đây là một cơ hội lớn để mang âm nhạc của chúng tôi đến Nhật Bản, đến với khán giả Nhật để góp phần tạo thêm niềm vui. Mate Power cũng thu hút được nhiều khán giả đến sân khấu nhỏ của họ. Họ là nhóm nhạc của Đức, nhưng hát tiếng Tây Ban Nha. Họ cũng kết hợp với một số bài hát Nhật Bản để không khí trở nên gần gũi và khuấy động khán giả. Quả là khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi. Chắc bạn cũng nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi tiến gần chỗ tôi và nói, Linda, Linda, rất đẹp. Và cô ấy ôm tôi và nói rằng tôi hát tiếng Nhật rất hay. Wow, thật cảm động. Chúng tôi thực sự thấy rất vui. Fuji Rock, một nơi mà các nghệ sĩ từ châu Âu và Mỹ hy vọng bắt đầu để thâm nhập vào thị trường châu Á. Lễ hội tiếp theo đã được lên kế hoạch vào tháng 7 năm 2015. 200 nghệ sĩ, ban nhạc từ Nhật Bản và trên khắp thế giới, 100.000 khán giả và phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương. Mọi người gắn kết thông qua âm nhạc hội tụ mỗi năm một lần tại lễ hội của các quốc gia này. Tưởng tượng của tôi về đại hội nhạc rock đã thay đổi rất nhiều. Yếu tố môi trường được nhấn mạnh và thậm chí có cả địa điểm cho các gia đình có con nhỏ có thể cắm trại được ở đó. Họ thực sự đã làm rất tốt trong việc tạo ra bầu không khí chào mừng mọi người với mọi lứa tuổi. Vâng, tôi đồng ý với ý kiến của cô. Trước đây, đại hội nhạc rock được xem như là sự tụ tập của một đám đông nổi loạn, đặc biệt là ở Nhật Bản. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, tôi nhận thấy đó đơn giản chỉ là nơi để bạn thưởng thức âm nhạc thôi. Một điều nữa được thể hiện rõ ràng ở trong đoạn băng chúng ta vừa xem, đó là nền công nghiệp âm nhạc và cách thức hoạt động của nó đang trải qua một sự thay đổi rất lớn. Vậy là giờ chị thực sự thích lễ hội này. Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với một người chúng ta đã thấy trong đoạn băng vừa rồi. Vâng, đó là Ryota Kanazawa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Naeba. Xin chào ông Kanazawa. Xin chào, tôi là Kanazawa. Tôi được biết là ông phục vụ các món ăn địa phương. Năm nay Naeba Sokudo hoạt động có tốt không? Năm nay du khách ít hơn một chút, nên doanh thu của Naeba Sokudo bị giảm đi. Nhưng lợi nhuận thì không bị ảnh hưởng. Chúng tôi chắc chắn sẽ có số dư trong năm nay. Ấn tượng chung về Fuji Rock của ông như thế nào? Không thể nào tổ chức một sự kiện như vậy mà không hợp tác chặt chẽ với cộng đồng địa phương. Vậy ông đã làm thế nào để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ này? Chúng tôi thường xuyên liên lạc với ông Hidaka, người chịu trách nhiệm điều hành Smart. Khi chúng tôi bắt đầu khởi động Fuji Rock, ông ấy thường xuyên đến thăm mỗi tháng. Ông ấy cùng uống rượu với cư dân địa phương và chúng tôi thảo luận về rất nhiều thứ. Chúng tôi vẫn thường liên lạc với Smart. Tháng này, chúng tôi dự định đi chơi golf cùng nhau để ăn mừng. Những người tổ chức Fuji Rock rất chủ động. Chúng tôi tin là mối quan hệ công tác với người dân địa phương sẽ tiếp tục được duy trì. Tôi cho là giao tiếp rất quan trọng trong việc xây dựng một mối quan hệ dựa trên niềm tin. Các ông có sự kiện lớn này vào mùa trượt tuyết. Việc thu hút mọi người đến Naeba quanh năm có quan trọng không? Chắc chắn rồi. Chúng tôi đang bàn bạc với Fuji Rock để thu hút du khách không chỉ mùa đông mà quanh năm. Công ty tài trợ cho Fuji Rock là thành viên của một tập đoàn bảo vệ rừng ở đây. Chúng tôi thu phí hội viên hàng năm. Tôi nghĩ đây là một dự án rất tích cực và có ý nghĩa cho cộng đồng địa phương.
Vâng, đó là một thông tin rất thú vị. Chúng tôi xin cảm ơn ông đã bớt chút thời gian cho ngày hôm nay. Không có gì, cảm ơn. Fuji Rock và Naiba thực sự rất thú vị. Chúng tôi mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Vâng, cảm ơn ông. Cảm ơn ông Kanazawa đã trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay. Fuji Rock sẽ được tổ chức lần nữa vào tháng 7 sang năm. Tôi hy vọng mọi người sẽ có cơ hội trải nghiệm bầu không khí ở đó. Quý vị đang xem chương trình Nhật Bản ngày nay. Tiếp theo là một tập từ vệ tinh kinh tế thế giới của đài truyền hình Tokyo. Chị Uchida, chủ đề hôm nay là gì vậy? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về năng lượng tái tạo. Nắm bắt cơ hội, một số các công ty đang bắt đầu kinh doanh nguồn năng lượng mới. Chúng tôi sẽ đưa tin về hoạt động các công ty này trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Mời quý vị đón xem. Ichihara, tỉnh Chiba, là nơi có các nông trại và các cánh đồng trải dài tận chân trời. Makoto Takazawa sở hữu một nông trại rộng 2.000 m2 ở đây. Ông trồng lạc, hạt kê, cà chua bi và các sản phẩm khác. Tháng 4 năm ngoái, ông triển khai một loại kinh doanh. Phía bên trái con đường là 10,8 kW và phía trên là 24 kW. Đó là một trạm điện với tổng công suất 34,8 kW. Được xếp trồng phía trên trang trại như một giàn nho là các tấm năng lượng mặt trời. 348 tấm được đặt cách mặt đất 3,5 mét. Đây là loại hình kinh doanh mới gọi là chia sẻ mặt trời, làm tăng năng suất và phát điện cùng một lúc. Hay nói cách khác là gấp đôi mùa vụ rau và năng lượng. Chúng tôi phát được 40.000 kW điện trong một năm, đủ dùng cho 10 hộ gia đình. Nhưng không phải là bóng của các tấm năng lượng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng sao? Ông đào một vài củ lạc cho chúng tôi xem. Vậy là chúng vẫn phát triển bình thường? Đúng rồi, chúng sẽ đủ lớn để thu hoạch tháng 10 này, nên hiện chúng đang phát triển rất tốt. So sánh với lạc của các nông trại không sử dụng tấm năng lượng mặt trời. Hình như nhỏ hơn một chút. Thật ra là lạc phát triển tốt hơn dưới bóng các tấm năng lượng. Sản lượng thu hoạch cũng nhiều hơn. Bóng mát không làm chậm sự tăng trưởng, mà lại giúp chúng phát triển lớn hơn. Ông ấy tin rằng các tấm năng lượng đã tạo ra bóng mát vừa đủ để kích thích sự tăng trưởng. Chi phí lắp đặt thiết bị này khoảng 120.000 đô la, nhưng việc bán điện mang về doanh thu 17.000 đô la một năm. Khoản đầu tư này có thể thu lại chỉ trong 7 năm. Có lợi ích kinh tế cho các trang trại. Tôi sẽ sớm tiếp quản trang trại này từ bố tôi, và việc này giúp dễ dàng truyền các trang trại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chương trình chia sẻ mặt trời được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp bãi bỏ kiểm soát ngành công nghiệp vào tháng 4 năm ngoái. Việc đó giúp có thể lắp đặt các máy phát điện mặt trời trên các đất canh tác. Một số công ty đã lắp đặt các tấm pin mặt trời ở những nơi kỳ lạ. Okegawa, tỉnh Chiba, từ trên cao, có thể nhìn thấy nhiều tấm pin mặt trời. Chúng trải rộng trên một hồ nước trong một khu công nghiệp. Chúng tôi được cho tìm hiểu thêm về hệ thống điện mặt trời trên nước này.
Đây là những chiếc phao nhựa. Chúng tôi đặt các tấm pin lên đó để chúng nổi trên mặt nước. Tổng diện tích là khoảng 12.000 m2, lớn hơn diện tích một sân bóng đá thông thường. Đó là một trong những cơ sở pin mặt trời trên nước lớn nhất thế giới. Với công suất lắp đặt là 1.179 kW, nó sản xuất đủ điện cho 370 hộ dân. Nhưng tại sao họ quyết định lắp đặt các tấm pin mặt trời nổi trên nước? Các địa điểm phù hợp đang biến mất. Chúng tôi coi đây là một cơ hội lớn đối với chúng tôi. Có một số ưu điểm cho một cơ sở pin mặt trời trên nước. Chi phí lắp đặt trên mặt nước đắt hơn khoảng 30% so với trên đất. Nhưng nước có tác dụng làm mát, giúp tăng lượng điện sản xuất. Nhiệt làm giảm hiệu suất phát điện của các tấm pin mặt trời. Bằng cách đặt chúng trên nước, hiệu suất tăng 10% so với trên đất, nhờ hiệu ứng làm mát. Giá của cơ sở này là khoảng 3,2 triệu đô la, nhưng doanh thu hàng năm từ bán điện đạt 640.000 đô la. Hồ nước là sở hữu của chính quyền địa phương. Hôm nay, thị trưởng đến thăm cơ sở đã hoạt động một năm qua. Chúng tôi sẽ triển khai mở rộng toàn bộ công suất của mô hình kinh doanh của chúng tôi ở Okegawa đến các khu vực khác trên khắp cả nước, bắt đầu từ tháng 9. Chúng tôi không dùng đến hồ nước này, và nó được dùng làm cơ sở phát điện trên mặt nước đầu tiên, rồi mở rộng nó trên khắp cả nước, và cuối cùng là khắp thế giới, là rất quan trọng cho vùng chúng tôi. Chính quyền địa phương thu phí sử dụng hồ là khoảng 18.000 đô la một năm. Hôm nay, nhà vận hành West Energy Solution tổ chức một cuộc hội thảo để thảo luận về sự phát triển của các công nghệ mới. Đã một năm rồi và chúng ta có thể thấy những dấu hiệu mức độ phát điện giảm. Các chiếc phao bị méo mó. Vậy vấn đề lớn nhất là bản thân chiếc phao. Cơ sở trên mặt nước cần có phần nền như phao, khiến nó tốn kém hơn lắp đặt trên mặt đất. Vì vậy, nhà vận hành có kế hoạch thay thế các phao làm từ Pháp bằng sản phẩm nội địa để giảm chi phí. Hiện họ đang trong vòng đàm phán với 20 chính quyền địa phương, trong đó có các tỉnh Aichi, Fukuoka và Kagawa, để sản xuất tổng 40.000 kW điện. Về lâu dài, nhà điều hành hy vọng mở rộng hơn nữa sản lượng hàng năm của các cơ sở phát điện mặt trời trên mặt nước. Cơ sở này sẽ trở thành chất xúc tác cho chúng tôi và giúp đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau. Chúng tôi có ưu điểm là người đầu tiên và có thể nắm được phần lớn thị phần. Năng lượng mặt trời được coi là nguồn năng lượng thế hệ tiếp theo. Sử dụng không gian giới hạn một cách hiệu quả sẽ là chìa khóa của việc thu thập tia nắng mặt trời. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề tiếp theo. Vâng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các dịch vụ giao hàng. Sự tiện lợi là một lý do lớn mà thị trường đang mở rộng và các công ty trong ngành đang tiếp tục cố gắng để đưa ra các dịch vụ mới để thu hút thêm các khách hàng mới. Và trọng tâm hiện nay là tốc độ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một xưởng sản xuất ở Hino, Tokyo. Một xưởng gia công khuôn và kim loại với khoảng 20 công nhân. Đó là một công ty nhỏ. Lĩnh vực chính của chúng tôi là làm các mẫu và nguyên mẫu cho các nhà sản xuất lớn. Ví dụ, đây là mẫu hộp đựng danh thiếp. Vì hạn cuối cùng rất gấp cho những sản phẩm như vậy, họ nói rằng vấn đề lớn là cần phải nhanh chóng đảm bảo các linh kiện và vật liệu.
Vì vậy, xưởng này bắt đầu sử dụng một dịch vụ. Đây là các vòng bi và đây là các mũi khoan. Họ mua mũi khoan và các vật liệu cần thiết khác trên mạng để làm các nguyên mẫu. Chi phí có thể đắt gấp 3 lần so với mua xỉ từ một nhà cung cấp hoặc một nhà sản xuất. Nhưng lợi ích lớn nhất là giao hàng ngay ngày hôm sau. Chúng tôi có thể mua thứ mình cần với số lượng bao nhiêu cũng được. Chúng tôi làm hàng mẫu và có lịch rất gấp. Nếu những dụng cụ đó mà mất nhiều thời gian mới đến chỗ chúng tôi, thì sản phẩm cũng sẽ bị chậm. Họ đang sử dụng một nhà bán lẻ trên mạng gọi là Monotaro. Amagasaki, tỉnh Hyogo. Đây là nơi Monotaro có một kho hàng khổng lồ. Kho này lớn bằng một sân vận động bóng chảy, 7 triệu sản phẩm trong kho, trong đó 130.000 sản phẩm sẵn sàng xuất kho trong ngày. Nó được xem là Amazon của các xưởng gia công và chế tác. Để đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được gia công một cách chính xác và nhanh chóng, họ đã thiết lập một hệ thống tương tự như Amazon, quản lý kho hàng khổng lồ bằng cách lưu các bức ảnh và dữ liệu của tất cả các sản phẩm. Cho dù khách hàng đặt bất kỳ hàng gì thì cũng được giao hàng ngay trong ngày hôm sau. Chủ tịch công ty Masaya Suzuki nói sự đáp ứng nhanh chóng của họ liên quan trực tiếp đến doanh số bán hàng. Khách hàng sẽ đặt một đơn đặt hàng ngay nếu họ biết sản phẩm sẽ được gửi ngay trong ngày hôm đó. Thời gian giao hàng càng ngắn, doanh số càng lớn, thậm chí với cùng số lượng khách hàng. Hiện công ty có gần 1,3 triệu người dùng, đa dạng mặt hàng và khả năng thu hút khách hàng. Đó là mô hình kinh doanh độc đáo của Monotaro. Nếu bạn tính trung bình trên cả nước hoặc tính theo khách hàng, nhu cầu có thể không đáng kể, nhưng hãy tập trung nó vào một nơi thì sẽ rất cao. Cho đến năm nay, doanh thu đã đạt 345 triệu đô la. Những chiếc hộp màu xanh đựng sản phẩm mà khách hàng đã đặt. Trung bình, mỗi hộp chứa từ 3 đến 5 sản phẩm, có giá khoảng 100 đô la. Hơn 20.000 trong số đó được xuất đi hàng ngày. Nếu khách hàng cảm thấy rằng bất kỳ sản phẩm nào cũng được giao hàng ngày, thì nó trở thành giá trị của chúng tôi. Trong khi đó, các dịch vụ giao hàng cấp tốc trọn gói mà trọng tâm là tốc độ, các dịch vụ này tiếp tục phát triển, đang tăng tốc trên một con đường ở Hồng Kông là xe Takubin của hãng vận tải Yamato. Nó đến một khu chung cư. Hộp chứa sản phẩm được chuyển đi khỏi Okinawa một ngày trước. Vẫn đang mát lạnh. Tuyệt. Đây là trái cây nghiền nhuyễn ở Okinawa. Dịch vụ giao hàng đông lạnh toàn cầu có giá thấp nhất là 60 đô la. Dù giá cao, khách hàng vẫn sử dụng thường xuyên. Hãng vận tải Yamato bắt đầu dịch vụ giao hàng đông lạnh toàn cầu này trước các đối thủ vào tháng 10 năm ngoái. Năm tài khóa năm nay, họ sẽ mở rộng sang Singapore và Đài Loan. Bằng cách hiện thực hóa các dịch vụ giao hàng ngay ngày hôm sau qua biên giới, họ đã giúp tạo ra nhu cầu mới cho các sản phẩm tươi sống ở Nhật Bản. Có nhu cầu lớn về cua, đào, táo và các thực phẩm tươi sống khác từ Nhật Bản thông qua dịch vụ này. Các dịch vụ giao hàng ngay ngày hôm sau đến Hồng Kông và các quốc gia khác có thể hiện thực hóa thông qua sự hợp tác của họ với hãng hàng không All Nippon Airways. Chuyến hàng rời sân bay Haneda của Tokyo vào giữa đêm, đi qua sân bay Naha để đến các điểm đến ở châu Á vào sáng sớm.
Sự phối hợp giữa tuyến giao hàng của Yamato và mạng lưới hàng không của chúng tôi cho phép đưa hàng nhanh chóng đến tay khách hàng vào ngày hôm sau. Đây là một cơ hội kinh doanh lớn sẽ phát triển. Hãng hàng không này tin rằng giao hàng nhanh chóng thông qua Okinawa sẽ mở rộng đến ngoài Yamato đến các công ty khác trong ngành. Yamato đã xác định rõ trọng tâm của họ là về tốc độ. Họ có một mục đích. Ngành của chúng tôi có trách nhiệm một phần, nhưng chúng tôi bị kẹt trong cuộc chiến giá cả và tiếp tục giảm giá. Các khoản lệ phí thì chưa hợp lý. Chủ tịch công ty ông Makoto Kiyawa hướng đến mục tiêu tạo sự khác biệt cho các dịch vụ với các đối thủ và thoát khỏi cuộc chiến giá cả. Chúng tôi đã nhờ họ gánh vác phần chi phí để cùng nhau tạo ra một cơ cấu dịch vụ hậu cần mới. Chúng tôi hiện đang ở trong một bước ngoặt lớn. Gần sân bay Haneda là một trong những trung tâm phân phối lớn nhất của Yamato ở Nhật. Ở đây, họ đang tiến hành một dự án chưa từng có. Đó là các dụng cụ nghiền xương hoặc mổ cho bệnh nhân khi đang phẫu thuật. Chúng là các dụng cụ y tế được dùng trong phẫu thuật tại bệnh viện. Chúng đến từ một công ty thiết bị y tế và đang được làm sạch và tẩy độc ở đây. Khi hoàn thành, chúng sẽ được trả lại cho người gửi. Việc tẩy rửa mất 2 ngày đối với nhà sản xuất, nhưng ở đây, quá trình này có thể hoàn thành và các sản phẩm được gửi lại ngay trong ngày. Bằng cách làm việc này tại một cơ sở như Haneda Chronogate, với năng lực vận tải giao hàng thống nhất của họ, có ưu điểm là rút ngắn thời gian. Bên cạnh các chi phí giao hàng, chi phí dịch vụ tẩy rửa cũng là một nguồn lợi nhuận. Ngoài ra, thiết lập một hệ thống cần thiết để trả lại trong ngày thiết bị y tế cho họ là ưu thế để giúp các bệnh viện trong các ca phẫu thuật cấp cứu. Chúng tôi muốn đặt ngành hậu cần thành một kênh tạo giá trị, chứ không chỉ là một trung tâm chi phí. Mục đích của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ có lợi ích lẫn nhau. Đó chính là điều chúng tôi gọi là cách mạng hậu cần. Kiểm tra lại dòng chảy đa dạng của hàng hóa. Ẩn trong đó có thể là những hạt giống của chiến lược phát triển mới. Cô Arai, hôm nay cô thích phóng sự nào nhất? Tất cả đều rất thú vị, nhưng tôi thích phóng sự về lễ hội nhạc rock nhất. Sự kiện này không chỉ giúp tái hồi phục kinh tế địa phương, mà còn khuyến khích người tham gia trở nên thân thiện với môi trường hơn. Ngoài ra, còn có cơ hội lớn dành cho hậu cần và vận tải nữa. Chúng tôi vẫn còn nhiều thông tin thú vị để chia sẻ với quý vị vào tuần tới. Kính mời quý vị cùng đón xem.